Em Đinh Mão sinh năm 1987, vợ Tân Mùi sinh năm 91, con Kỷ Hợi sinh năm 2020, xây nhà hướng Đông Nam, có được không ạ? Bạn sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, vợ bạn sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi, các bạn sinh năm 2020 nhưng mà tuổi âm lịch là Kỷ Hợi do vào 2019, tức là đẻ vào tầm khoảng tháng 1 năm 2020, tức là ba cái tuổi trong gia đình nhà bạn theo bộ Hợi Mão Mùi tam hợp, tức là bạn tuổi Mão vợ bạn tuổi Mùi con bạn tuổi Hợi. Mà với cái bộ tam hợp Hợi Mão Mùi như này á, thì nếu như mà đặt một lời khuyên, nếu như bạn ở trong miền Nam, tức là từ miền Trung đổ vào, thì bạn có thể chọn nhà hướng Bắc. Còn nếu như mà bạn mà ở trong ở ngoài miền Bắc, tức là từ chỗ Đà Nẵng hát ra, thì bạn nên chọn cái nhà hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc được định nghĩa rằng là tức là hướng Đông Bắc, nếu như hướng Đông Bắc bạn chọn được cái sơn, tức là tọa Mùi hướng Sửu. Hướng Sửu tức là ở vị trí 30 độ cộng trừ 7,5 độ, tương đương với cả là 22,5 độ cho đến 37,5 độ. Đấy là cái nhà tọa Sửu hướng Mùi. Cách đo tức là bạn đứng ở trước cửa nhà để cái la bàn theo cái hướng nhà xem là nó chỉ về từ 22,5 độ cho đến 37,5 độ, thì người ta gọi cái nhà đấy là nhà tọa Sửu hướng Mùi. Cái hướng nhà đấy nó phù hợp với tuổi Đinh Mão, phù hợp với cả tuổi Tân Mùi, phù hợp với cả tuổi Kỷ Hợi, gọi là bộ tam hợp. Trong vận 9 thì những cái nhà đấy rất đắc vận. Lưu ý khi xây dựng cái nhà đấy thì nên là chọn cái nhà đất nó dài, qua theo cái chiều dài của đất nó phải đảm bảo tầm khoảng 14-15 mét để mà mở được cái cửa đằng sau để thu khí từ phương Nam vào, kể cả nhà hướng Bắc cũng vậy. Bởi vì là phương Đông Bắc, phương Bắc hàn khí nó hơi lạnh, cho nên cần thu khí từ phương Nam vào để cho ấm lòng. Cho nên là phải mở được cái sân sau hay cái giếng trời ở đằng sau để mà mình thu khí vào trong cái nội khí. Thì như vậy thì gia đình bạn khi ở trong căn nhà đấy sẽ rất là thịnh vượng và rất là cát. Đối với cả nhà hướng Đông Nam thì toàn bộ các cái tuổi thành viên trong gia đình của bạn không có phù hợp với trạch đất này. Tuy nhiên là mình có thể chấp nhận được hai phần, vì vận khí của Đông Nam á, vận khí Đông Nam thì đến sang cái vận 9 nó hỏa vượng, thì cái vận khí này nó không còn vượng nữa. Khi không còn vượng nữa thì tuy nhiên thì nó vẫn còn được khoảng tầm 8 đến 10 năm. Nếu như bạn xác định là chỗ ở, tức là bị ở tạm trong vòng khoảng 18 đến 10 năm, thì cái việc xây dựng nó phải để sang năm 2022, nó nên năm Nhâm Dần. Bạn có thể khởi công vào thời điểm của tháng Giêng, tháng 4, đúng không ạ, tháng 6. Thì đó là những thời điểm của cái hướng trạch đấy nó vượng, thì có thể xây dựng vào năm 2022 được.